lên rừng, lên núi, lên non. Đốt. Phải đấy chứ. Dạ. Cái gì này lội lên hang phụ nữ đuối dữ ta. Ớn thì không ớn nhiều mà đuối á. Có ông vua kẹ gì đâu dữ vậy mà hả, biết đâu à. Vậy tao hỏi mày gì tự nhiên sao đâu cục đá đâu nằm như đỉnh núi. Ngạo liền, ngày xưa là cạp cái chỗ nào chứ còn ăn được là cạp đó. Rụng kính rồi. Mất hả? What the fuck, mất. Quay clip này nhạc. Đi về đâu bây giờ? Tôi không biết đi về đâu. Gì quay nữa đi chứ, dùng thời gian. Dạ. Đi đâu vậy ta, quái thiệt con mẹ nó, quái vậy. Gì con mẹ mày. U là chờ cái mũi kìa kìa. Nó lấy giò tao tha thôi, nó cũng chết. Ây da. Khi vua kéo quân về tình. Lấy cây kia ra làm tao hay lắm. Nhét cái đó thấy gì giọng đỡ. Lấy cây kia ra. Ngôi sao chuyến tâm hồn mời nàng về chốn chuộng heo. Trên ngôi cao 9 tầng, vua cầm cây cột móc gõ bon bon. Không phải là vua nên đéo có nói nhiều. Thế không phải là vua nên nào biết đến xa hoa. Không ngờ cùng là kiểu hoa không niệm gấm. Cái câu không niệm gấm là sai rồi. Niệm gấm, niệm là gì đồ, đồ ngủ mà không có là vua rồi. Niệm gấm khác mày, đưa ra gấm. Anh đưa em đi về, về phía hương anh đó. Anh đưa em đi về, về phía hương thì cô hiểu được phía trong nhà thơ đó. Đi vô cái đi ra đây. Qua bên này cái gì? Qua bên này cái gì? Qua hàng đó cái gì? Ai biết đâu điện kia đi hàng đó trắng. Đường đi đâu? Ai biết đâu, thử luôn đi. Muốn đi gì đi. Quay lại.
vậy? Lỡ rồi, cho đủ 14 con. Giờ nó không được, chắc nó lỡ dở. Đường lên núi kìa. Người ta có đường đi kìa. Đường đi vòng qua bển này. Đường nãy vòng qua đây nè. Nó là vòng xuống đây nè nó. Ở đây. Thì chưa cấp dân gian luôn. Tao biết mặt cái kiểu gì luôn á. Thôi nhưng mà hết nhiều. Thì ngồi cao chính á. Chứ không phải không vừa. Thì chắc ra ngoài cái chỗ củ trùng đài phải không? Ra cái củ trùng đài rồi đó chính đằng đó.